Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự 20 giờ của chúng tôi. Các bạn thân mến, cường kích hạng nhẹ AT-6E đã chính thức có khách hàng nước ngoài đầu tiên khi không quân Hoàng gia Thái Lan quyết định đặt mua 8 chiếc máy bay này. Theo Defense News, bản hợp đồng trị giá 143 triệu USD đã được không quân Hoàng gia Thái Lan trao cho, cho hãng Testron Aviation để mua 8 máy bay AT-6E cùng các thiết bị hỗ trợ mặt đất, phụ tùng thay thế, các phương tiện liên quan khác và chi phí huấn luyện đi kèm thỏa thuận mua bán giữa quân đội Hoàng gia Thái Lan với công ty Techon Aviation của Mỹ diễn ra vào ngày đầu tiên khai mạc triển lãm không quân, quân quốc tế Dubai Air 2021. Được biết, theo hợp đồng, mọi công việc tiếp theo liên quan tới chế tạo sẽ được thực hiện tại cơ sở của Techon Aviation ở Wichita, Kansas. Theo ông Thomas Hammond, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Techon Aviation Defense cho biết, không quân Hoàng gia Thái Lan đã chọn AT-6E để thực hiện một loạt các nhiệm vụ hỗ trợ an ninh biên giới, cũng như chống buôn lậu phòng chống buôn bán ma túy và chống buôn người. Không quân Hoàng gia Thái Lan là đồng minh an ninh quan trọng của Mỹ và cũng là cơ quan điều hành một trong những lực lượng không quân tiên tiến nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Ông Thomas Hammond nói, Hợp đồng mua máy bay AT-6E, Thái Lan gọi là Big Crab AT-6TH, sẽ giúp Bangkok thực hiện những ưu tiên hiện đại hóa và đẩy mạnh thỏa thuận hợp tác quốc phòng chung với Mỹ. Thỏa thuận cũng sẽ góp phần vào quá trình phát triển ngành hàng không vũ trụ của Thái Lan, theo khuôn khổ kế hoạch mua sắm và phát triển VND trong giai đoạn 10 năm tới. Chương trình đào tạo các chuyên gia bảo trì của Thái Lan bắt đầu tại quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2023. Còn công tác huấn luyện phi công sẽ được thực hiện ở Wichita vào năm 2024. AT-6E sẽ gia nhập không quân hoàng gia Thái Lan vào năm 2024. AT-6 là cường kích có sức mạnh đáng nể. Đây chính là biến thể mới nhất được phát triển từ loại máy bay huấn luyện T-6A do Mỹ sản xuất. Chúng thích hợp với các nước có tiềm lực quân sự vừa và nhỏ. Ban đầu, loại cường kích này chỉ được sản xuất để xuất khẩu. Tuy vậy gần đây, có vẻ không quân Mỹ đã lưu tâm và có thể sử dụng loại máy bay này. Biến thể cường kích mới nhất được phát triển chính là AT-6E Wolverine với nhiều tính năng vượt trội. Sở hữu các tính năng vượt trội, được tích hợp các thiết bị tiên tiến và vũ khí đa dạng, máy bay tấn công hạng nhẹ AT-6E sẽ là trợ thủ đắc lực cho a người trong các đòn tấn công mặt đất. Ưu điểm của dòng máy bay cánh quạt này là bay xa, khả năng lưu lại trên không có thể tới 5 giờ. Đặc biệt nhất là giá thành khai thác rất rẻ. AT6E có chiều dài 10,1m, cao 3,2m, sải cánh 10,4m. Cánh được làm bằng vật liệu composite với diện tích 1660 m vuông. Khung thân có trọng lượng cơ bản là 2.671kg, cho phép máy bay có thể cất hạ cánh với trọng lượng tối đa 4.536kg. Để cơ động, AT6E được trang bị một động cơ Pratt Whitney Canada PT6A68D, 1.600 mã lực, giúp máy bay có thể bay với vận tốc 827 km h AT-6E được thiết kế với buồng lái khá hiện đại với nhiều màn hình LCD để theo dõi mục tiêu cũng như hiển thị các thông số của máy bay. Khoang lái AT-6E được trang bị thêm hệ thống điều khiển bằng tay ga và cần HOTAS vốn được lắp trên dòng chiến đấu cơ F-16. Hệ thống ngắm bắn cũng được tích hợp vào mũ của phi công. AT-6E được trang bị hệ thống chiến đấu AUS và thiết bị nhìn ngày đêm MX-15IDI Hệ thống bảo vệ chống lại tên lửa các lớp không đối đất và không đối không, có đầu tìm hồng ngoại và laser, bao gồm hệ thống cảnh báo chủ sạ an mươi 47 và một thiết bị bẫy hồng ngoại ALE47. Hệ thống chỉ định mục tiêu EPLRS có thể trao đổi chỉ định mục tiêu với các máy bay F16 và A10 với sự hỗ trợ trực tiếp từ các lực lượng mặt đất. Bộ cảm biến tích hợp máy ảnh màu và hồng ngoại, thiết bị chỉ định laser, đèn chiếu laser và máy đo khoảng cách laser. Các cảm biến gắn ở đầu cánh cho phép phát hiện tên lửa đang bay tới để phi hành đoàn có thể phóng pháo sáng hoặc mùi bệ đánh lửa. AT-6E Wolverine có thể mang tới hơn 13 loại vũ khí đa năng và chính xác, bao gồm súng 12,7mm, tên lửa không đối đất dẫn đường bằng laser, AGM-114 Hefrai, bom thường MK-81 và MK-82, bom dẫn đường bằng laser, GBU-12 Powerway 2 và GBU-58, bom dẫn đường bằng laser tăng cường, GBU-49 và GBU-59 Powerway 2. Bom lái dẫn theo nguyên lý quán tính GBU-38. Tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS Talon, Gard và Pháo sáng. Với thiết kế đặc biệt AT-6E Wolverine có thể cất cánh từ đường băng dã dạ chiến để thực hiện các cuộc tấn công chính xác hạng nhẹ và bám sát chính xác tình báo của người lái, huấn luyện, hỗ trợ dân sự, chống nổi dậy, tuần tra hàng hải và các nhiệm vụ phòng thủ nội bộ. Chi phí khai thác của AT-6E chỉ bằng 1 phần 60 chi phí theo giờ bay của chiếc tiêm kích tàng hình F-22 và 1 phần 20 của chiếc tiêm kích F-16 hay cường kích A-10. Nhẹ, linh hoạt, ít bùng lộ dấu hiệu nhiệt so với máy bay phản lực, vì thế nó có khả năng sống sót cao hơn nếu bị tên lửa tầm nhiệt tấn công. Dù nhỏ bé và mang dáng dấp của chiến đấu cơ thời Thế chiến thứ hai, nhưng AT-6E lại được tích hợp các thiết bị điện tử khá hiện đại, bẫy nhiệt, mô đùn gây nhiễu, nhiều loại vũ khí. Chiếc máy bay này là giải pháp và phương tiện lý tưởng để tấn công mục tiêu trong các nhiệm vụ chiến đấu cường độ thấp. Đơn giá mỗi chiếc AT-6E chỉ có giá khoảng hơn 10 triệu USD. Chi phí vận hành loại máy bay này chỉ tốn khoảng 1.000 USD trên một giờ bay. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe và để lại ý kiến của các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.